Xin chào cả nhà ha. Rất vui được chào mừng cả nhà mình đã quay trở lại với kênh trang trí nội thất Tăng Tiện Lạc ha. Thì hôm nay là mình sẽ review một cái sản phẩm, đó là sàn nhựa giả gỗ nhưng mà có loại có keo nha. Cái này là có keo sẵn nè. Đó, y như đề can vậy, mình chỉ cần mình lột ra là mình dán. Đối với những cái sàn gạch như vậy thì mình dán ok ha. Đấy, sàn gạch như vậy thì mình dán ok, không vấn đề gì hết. Trước khi mình dán thì mình sẽ vệ sinh sàn cho nó sạch sẽ. Nãy giờ mình vệ sinh rồi, còn chút xíu nữa mình dời đồ qua. Nó tùy theo mặt bằng của công trình mà mình có cách linh hoạt khác nhau. Thì cái đó là theo cái cách làm của bên mình lâu nay. Thì anh em nào có cách nào thì hay thì chia sẻ thêm ha. Thì cái sàn này nó sẽ có những cái mũi tên, đó là mình đi cùng một hướng. Đây, đó. Do hồi nãy trời mưa cho nên mình đem cái sàn vô mình để kia. Đó. Đó, mình chỉ cần mình lột lên xong cái mình dán thôi, không có gì hết. Thì hôm nay mình review cái đoạn này thì để mình chia sẻ cái kinh nghiệm cho những ai mà muốn mua sàn về tự lắp tự dán. Đây, không cần phải thợ luôn cũng vẫn làm được nha, rất là dễ. Thì mình muốn chia bao nhiêu thì mình chia, mình muốn chia một hai hay là xương cá hay là kiểu gì đó thì cái đó là tùy mình. Giống như sàn gỗ hay xương cá gì đó, nói chung là tùy sở thích của mỗi người chứ tùy theo cái tính chất của mặt bằng thì mình làm nó khác nhau. Đó, thì mình đây, anh thợ đang làm thì mình cũng tranh thủ review một đoạn. Đấy, lột cái tờ keo phía sau ra rồi cứ vậy thì mình dán thôi ha. Đó, cũng tùy theo cái mặt bằng nữa. Mặt bằng này hơi dơ nhưng mà mình cứ vệ sinh sạch bụi thì mình dán ok. Đây nè, mặc dù nó là keo ấy nhưng mà mép mí nó nhìn rất là nét ha, mép mí ở này kia. Đây nè, cho cả nhà mình xem đây là mấy cái đường nối lại với nhau này. Đây nè, ngay đây là cái đường nối lại nè, nhưng mà nó rất là sát nha, nó rất là sát với nhau thì mình nhìn nói chung cũng rất là khó thấy mí. Đây, không thấy luôn ha, chỉ có thấy chỗ này chút xíu thôi, còn nữa chỗ này thì ok. Đây, ngay đây là đường mí nè, rất là khó thấy ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Để mà theo dõi những video tiếp theo hữu ích hơn nữa, và mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn về mảng trang trí nội thất như giấy dán tường, tranh dán tường, sàn gỗ, sàn nhựa, thảm trải sàn, simili và các hạng mục khác ha. Thì mình sẽ review cho cả nhà mình xem. Bây giờ mình cũng sẽ phụ anh thợ này làm để tranh thủ cho xong để mình chạy đi công trình khác. Đó. Thì quý khách hàng nào mà muốn liên hệ tới công ty theo số điện thoại là 0935 376 293 thì nhân viên sẽ hỗ trợ tư vấn, gửi mẫu cũng như báo giá cho mình luôn ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mình xin nhắc lại nha, số điện thoại là 0935 376 293. Hoặc là nhiều lúc nhân viên mắc bận máy hay gì thì sẽ còn một số điện thoại là 0938 690 193 nha. Đó, mình đọc về cả nhà mình lưu ý giúp anh ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mình sẽ phụ anh thợ mình làm cho nó xong dứt điểm luôn. Giờ nay mùa dịch cho nên là mình đao giá xuống cũng nhiều, thì cũng có nhiều khách hàng quan tâm tới nhiều mặt hàng sản phẩm, thầm cho nên là mình phải chạy show. Đây, công trình mình đây. Đấy, mình quay tổng thể này nữa. Rồi, bye bye cả nhà.